Cette nuit-là, j'aurais écrit une chanson, quelques petits mots de tendresse. Pha trộn giữa nét đẹp cổ điển và nét đẹp hiện đại, chiếc đầm mới nhất đến từ Melia chắc chắn sẽ khiến cho các tín đồ yêu cái đẹp phải cảm thấy mê ngay từ những giây phút đầu tiên. Phần thân trên của chúng ta sẽ là kiểu dáng trễ vai, không chỉ tôn lên đôi vai trần mà còn giúp cho các quý cô có thể thanh thoát hơn và có thể cử động thoải mái trong cả một ngày dài. Và bên cạnh đó thì cũng sẽ che bắp tay nữa. Và kỹ thuật may 3D kết hợp cùng với những đường lượn sóng cực kỳ yêu kiều sẽ mang đến cho các quý cô một vẻ ngoại hình trông thật sự mềm mại và cuốn hút và khiến cho chiếc váy trở nên sống động hơn rất nhiều. Phần tùng xòe được làm với dòng chất liệu vải tata gấm cao cấp sẽ khiến cho các quý cô luôn luôn tự tin về dường như tất cả những khuyết điểm của chúng ta sẽ được che giấu toàn bộ dưới lớp váy bồng bềnh đầy tiểu thư. Vậy thì còn chần chờ điều gì nữa nhỉ? Đây hẳn sẽ là một trong những chiếc đầm mà các quý cô của Melia sẽ cực kỳ yêu thích và hứa hẹn sẽ bùng nổ trong thời gian sắp tới. Nhưng tuy nhiên số lượng không còn nhiều nên ngay tại khoảnh khắc này hãy giúp em để lại số điện thoại ở phía bên dưới phần bình luận các chị yêu nhé. Chúng mình sẽ được toàn quyền kiểm tra hàng thoải mái và bên em free ship toàn quốc đấy ạ. Còn nếu như có thời gian, hãy ghé showroom của Melia để thử nhé. Melia, mặc đẹp để thành công.